Bà Xu. Linh Lộc. Xin kính chào quý vị khán giả đã tới với chương trình Gia đình siêu đẳng. Và chương trình Gia đình siêu đẳng là một chương trình truyền hình thực tế dành cho các bé từ 8 tới 12 tuổi tham gia các chương trình hoạt động ngoài trời cùng với phụ huynh của mình. Ngoài những món quà về hoạt động ngoài trời thì chương trình còn mang đến những món quà về kiến thức lịch sử. Hy vọng rằng các bé và gia đình của mình củng cố hơn về kiến thức lịch sử của nước nhà. Và cũng nhờ tham gia những trò chơi ngày hôm nay thì các bé cũng sẽ được học hỏi những kỹ năng sống rất là quan trọng. Và với chủ đề ngày hôm nay ở bảng A đó chính là về hai bài trưng. Bây giờ cũng xin nhắc lại một lần nữa cho quý vị khán giả cùng nhau nhớ lại và chúng ta cùng ôn tập lại một lần nữa. Sau chiến thắng vang dội của hai bà Trưng thì hai bà Trưng cũng đã miễn thuế cho dân làng trong 2 năm liên tục và bắt đầu củng cố xây dựng thành lũy. Quay trở lại của chúng ta trong chủ đề hai bà Trưng thì 6 đội chơi hy vọng cũng sẽ làm mang cả cái khí thế đó vào cuộc chơi để mang những thành tích tốt nhất. Xin nhắc lại một chút xíu về kỷ lục vẫn chưa được phá vỡ. Kỷ lục của bạn Minh Kỳ phải nói là giống như là vô đối vậy đó. Đúng rồi, nhưng mà điểm lại một số thành tích ở tập 5 thì vẫn là những cuộc rượt đuổi về thành tích nha. Trong đó thì có gia đình của bạn Thành Trung. Gia đình của bạn Thành Trung chưa kịp vui mừng vì thành tích đã lọt vào top 3 thì gia đình của bạn Mỹ Kim cũng đã phá vỡ thành tích đó, bước lên vị trí thứ 2. 7 phút đúng không? Đúng, chính xác, thời gian 7 phút hết hồn luôn. Và 6 gia đình cuối cùng ngày hôm nay sẽ chính thức cho chúng ta biết là ba gương mặt nào sẽ bước chân vào vòng gala. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem 6 gia đình có làm nên bất ngờ gì hay không nha. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ và giao lưu với 6 gia đình của đội chơi ngày hôm nay. Bạn Mỹ, Quyết Tâm, Xung Sắc, Năng Động, Bình Bỉ. Và chúng tôi chính là Gia đình siêu đẳng. 6 gia đình cũng đã gặp gỡ nhau rồi và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua luật chơi ngày hôm nay. Thử thách đầu tiên mang tên phơi lụa. Nhiệm vụ của các gia đình là phải căng thật dài, thật căng 4 tấm vải lụa có ở phía trước đây. Và tiếp theo là họ phải sử dụng 4 nang tre để căng những tấm vải lụa còn lại. Lưu ý một điều, mỗi tấm vải lụa có chiều dài khác nhau, tương đương với những cột mốc khác nhau. Sau khi hoàn thành thử thách thứ nhất, bé sẽ chạy nhanh đến kỳ đài và kéo thật cao ngọn cờ khởi nghĩa. Tiếp tục ở thử thách thứ 3 thì cả gia đình của mình sẽ phải vận chuyển quân lương. Họ phải để hết tất cả 12 bao quân lương lên hết giá đỡ. Sau khi hoàn thành thì họ sẽ di chuyển tới thử thách tiếp theo. Bé sẽ cầm cờ vượt qua con đường đèo dốc. Trong quá trình đó thì bố mẹ của bé hoặc là người thân sẽ lấy những cái ụ rơm ở hai bên đường để lót đường, để tạo thành một con đường bằng phẳng cho bé vượt qua thử thách. Cuối thử thách, bé sẽ cầm cờ cặm cuối móc để thể hiện cho mình đã vượt qua thử thách này. Và ở thử thách tiếp theo là một thử thách mang tên công phá thành Luy Lâu, nơi thái thú Tô Định đang chiếm giữ. Nhiệm vụ của cả gia đình chúng ta là sử dụng dàn bắn đạn tấn công vào cổng thành. Nếu như trúng vào một trong 4 hình nhân thì cả gia đình có thể vượt qua thử thách. Trong trường hợp không bắn trúng, cả gia đình phải bắn 12 viên đạn vượt qua cổng thành. Như vậy mới được công nhận là đã hoàn thành thử thách. Sau khi vượt qua khỏi thành thì gia đình sẽ bước đến thử thách cuối cùng là vận chuyển nước và lúa nếp bước vào thành tổ kén. Đến tâm thành, một mình bé sẽ bưng mâm bánh dày di chuyển về đích. Đó là kết thúc hành trình của gia đình của chúng ta. Và hãy cùng nhau hướng mắt về sân khấu để chào đón gia đình siêu đẳng, gia đình đầu tiên của chúng ta. Xin chào khán giả đi nào. Và ngày hôm nay cả gia đình của mình đi tới với chương trình gia đẳng với một tiêu chí như thế nào? Vui là chính, cố hết sức là 10. Và bây giờ thì tất cả chúng ta hãy cùng nhau sẵn sàng chung tay để có thể vượt qua những thử thách khó khăn mà gia đình siêu đẳng đưa ra nha. 3, 2, 1, chúng ta bắt đầu. Ở phần thử thách này, nhiệm vụ của cả gia đình của chúng ta đó là trải dài những tấm lụa ra, tìm những cái cột mốc phù hợp để làm sao cho những tấm lụa nó được căng nhất có thể. Và tiếp tục là sẽ sử dụng những nang tre để lên để căng tất cả các bề ngang của tấm lụa. Chương trình Gia đình siêu đẳng muốn mô phỏng lại một lần nữa thời thơ ấu mà hai bà Trưng cũng đã trải qua, bởi vì nghề nuôi tầm và dệt lụa cũng đã gắn bó với tuổi thơ của họ. Chúng tôi mong muốn là khi mà cả gia đình chúng ta hợp tác lại cũng một lần nữa, có thêm một những bài học rất là thú vị trong ngày hôm nay. Những nang tre này con để đúng rồi, có những cái lỗ như vậy đó, con hãy để qua. Bạn duyên giỏi quá, cố lên nè. Nhẹ nhàng nha con, mà mạnh quá là những cái cây này nó sẽ bị tuột ra đó con. Con vòng qua bên kia. Rồi mẹ phụ đi, mẹ phụ ở đầu bên kia, nó sẽ nhanh hơn, đúng rồi. Rồi Duyên con làm ở đầu bên này, phụ mẹ. Rồi. Thời gian của chúng ta vừa trải qua là 1 phút 30 giây.
Để hoàn thành thật tốt ở phần thử thách này, các gia đình chỉ có vỏn vẹn 2 phút 30 giây là tối đa. Chúng ta chạy lên cột cờ đi nào. Rồi, kéo cờ con ơi. Cao lên rồi quay mấy vòng. Rồi, giật xuống, giật xuống, giật xuống, giật xuống như thế này. Rồi, xong. Rồi, di chuyển. Đã lại ba chất đi kìa. Để phần kéo các bao cho con. Con kéo bao đi cho con khỏe mạnh. Nhanh lên Duyên. Con kéo đi còn mẹ đỡ để ba chất. Và nhiệm vụ ở phần thi này đòi hỏi sự tỉ mỉ và sự đoàn kết của cả gia đình rất nhiều. Chúng ta phải có một đấu pháp hợp lý để có thể may mắn và vượt qua. Mẹ bây giờ giữ ở đầu bên kia. Mẹ giữ bên kia. Đó. Ba chất lên hàng ngang bên đây. Chính xác luôn. Rồi cứ tiếp tục giữ như vậy. Xoay vòng tròn. Xoay vòng tròn. Tiếp tục cái sự di chuyển nhịp nhàng như vậy. Bác Dôn tin rằng là cả gia đình của bạn Duyên chắc chắn sẽ vượt qua được thử thách khó khăn mà đã mất thời gian của rất là nhiều gia đình. Để nhẹ nhàng thôi nha. Hai. Hồi hộp, hồi hộp, hồi hộp, hồi hộp. Hồi hộp chờ đợi. Một, hai, ba, di chuyển đi. Cả gia đình di chuyển. Hay quá. Cầm cờ con. Con cứ leo đi nha Duyên, con cứ leo đi. Ba và mẹ đang rất là nhanh rồi đó. Cố lên nào. Thời gian đang rất là ấn tượng và ủng hộ cho cả gia đình của chúng ta. Leo đi Duyên, cứ leo đi Duyên. Mẹ ơi, kìa kìa, rồi đủ rồi. Rồi ba chạy lên, ba chạy lên đây, chuẩn bị. Mẹ với ba lên đây nè, chiếc xe. Đây đây, chạy đây nè, ba mẹ kéo kéo. Rồi bắn nè, chuẩn bị bắn nè. Canh hình nhân nào có thể gần nhất để chúng ta bắn. Nghe theo lời chỉ dẫn của ba. Hy vọng là phát súng đầu tiên chúng ta có thể bắn được. Không sao hết, không sao hết, làm lại. Rồi, cả nhà chúng ta cùng tập trung bắn nào, hy vọng là chết trúng. Ôi, không sao, không sao. Mẹ ơi, tên thấy con xuất hiện rồi kìa, mẹ ơi, bảo vệ con và chồng nè. Ôi, mạnh lên một chút xíu nữa, mạnh lên một chút xíu nữa. Rồi, cẩn thận nào, một trái nữa nha, đi chuyển xe. Hình tổ kén như thế này đã làm cho gia đình của bé Duyên gặp nhiều rắc rối nhưng không sao chứ. Đợi xem chưa, ba mẹ vô nữa, vô nữa. Duyên chạy, chạy Duyên, chạy 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 ngược lại. Rồi rồi rồi, chạy vô, chạy nha, ba mẹ chạy theo, ba mẹ chạy theo, lẹ lên Duyên. Những bước cuối cùng đưa cho gia đình của chúng ta bước vào top 3 của gala. Cố lên, cố lên, cố lên. 7 phút 30 giây, còn 30 giây nữa. Một, hai, cố lên. Cố lên, bấm nút nào. Bấm nút nào Duyên ơi. Bấm nút nha. Xin chúc mừng bé Duyên đã hoàn thành thử thách của chúng ta. Nhưng mà cảm thấy rất là tiếc, bởi vì gia đình của chúng ta chỉ cách 18 giây nữa thôi là gia đình chúng ta đã bước vào gala top 3 rồi. Gia đình của chúng ta biết bao nhiêu phút không? Bao nhiêu? 7 phút 46 giây, rất tiếc chia sẻ cùng với gia đình. Nhưng mà không sao, gia đình của chúng ta đã vượt qua thử thách. Mẹ ơi, cho Nghinh Lộc hỏi là vì sao mà mình tham gia chương trình này với bé vậy? Vì mình yêu bé, mình muốn cho bé trải nghiệm nhiều thứ để cho bé sau này lớn lên sẽ mạnh mẽ dằn dĩnh khi trước nơi như thế này. Chúc mừng gia đình của chúng ta đã có một kỷ niệm đẹp, thật là đẹp ở bên cạnh nhau. Và bây giờ thì gia đình của chúng ta cùng nhau chào quý vị khán giả đi nào. Vâng, xin chào gia đình của bé Anh Khoa. Không biết là tham gia vào gia đình siêu đẳng của ngày hôm nay thì gia đình Anh Khoa có cảm thấy như thế nào không ạ? Dạ, con thấy rất hồi hộp và sung sức. Rồi, mình có tự tin rằng mình phá vỡ kỷ lục 6 phút 05 giây không? Dạ, có. Bao nhiêu phút nào? 6 phút. 6 phút luôn. Wow, rồi, vậy chúc mừng gia đình của Anh Khoa sẽ bước dần tới phá vỡ kỷ lục. Thì bây giờ chúng ta chuẩn bị bắt đầu được không nào? Dạ, được. Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. Những giây phút đầu tiên của thử thách đầu tiên của gia đình Anh Khoa đã được bấm chạy số rồi. Anh Khoa ơi, cố gắng lên con. Cầm tay hết tất cả những cái nẹp tre. Rồi phân bổ qua từng cọc, 4 cái, 4 cái, đúng rồi con.
không ngờ luôn á, ba thật là chính xác khi tấm lụa đó để đúng cọc đó. Ba hay quá ba ơi. Mỗi một tấm lụa là 4 cái nẹp tre. Con cầm nẹp tre coi chừng bị rách tay đó, cẩn thận. Thời gian không còn nhiều đâu mấy anh chị ơi, cố gắng. Kỷ lục 6 phút của gia đình anh Khoa có lập được hay không phụ thuộc vào tất cả các thành viên trong gia đình của anh Khoa. Cố lên nào. Xong chưa? Ôi của mẹ lại rớt nữa rồi. Ba ơi, ba lòn vô như vậy là không được đâu, coi chừng đụng cái miếng lụa bên kia kìa. À, không biết là gia đình của chúng ta có thể được 6 phút để phá vỡ kỷ lục hay không. Chứ Nghinh Lộc thấy như thế này là có vẻ hơi khó à ngang. Rồi chưa, rồi chưa. Anh Khoa, con chạy lên cột cờ lẹ lên chưa nha. Đợi cho ba với mẹ gia cố lại. Gia cố lại, anh chị nhanh tay lên, thời gian không đợi mình đâu. Còn bên đây nữa nè. Em không có khó nhưng mà cố gắng lên. Rồi, anh Khoa kéo cờ. Nhanh lên, ba mẹ chạy qua quân lương. Đợi nghe chưa, chưa. Cột lại anh Khoa, cột lại, rồi. Rồi chưa, rồi xong nhảy xuống. Rồi ba mẹ quân lương, xuống phụ ba mẹ nào. Nhanh nhẹn lên, một tay hai bao, một tay hai bao lẹ lên. Có Du nghĩ là cột mốc 6 phút vẫn có thể phá vỡ đó nha. Sự nhanh nhẹn của bạn anh Khoa thì bác Du tin rằng mọi chuyện cũng có thể xảy ra bất ngờ. Biết đâu bất ngờ anh Khoa lại làm nên sự việc gì đó hay sao. Ba vô nói là cái chị nhớ tới bài hát biết đâu. Thôi đừng hát nữa chị ơi. Người ta đang sung sức, người ta chơi quá mà chị hát người ta xìu liền luôn á. Khi gia đình của anh Khoa đang chơi thì mình phục vụ văn nghệ cho gia đình anh Khoa cảm thấy thoải mái để gia đình anh Khoa vượt qua thử thách chứ. Ba vô kỳ quá à. 4 phút 15 giây đã trôi qua rồi. Cố lên cả nhà ơi. Rồi nhẹ thôi, nhỏ thôi, nhẹ thôi. Nhẹ nhàng thôi. Mẹ ơi, qua đây dịnh mẹ, mẹ qua đây dịnh. Qua đây dịnh. Ơi, ngã hết trơn rồi. Không sao, thất bại là mẹ của thành công. Chúng ta tiếp tục sắp nào. Và chúng ta còn 1 phút 30 giây nữa dành cho phần thử thách này. Cố lên cả nhà ơi. Rồi hy vọng là bao này nhẹ nhàng đến luôn. Nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng thôi. 1, 2, 3 nín thở nào ba vô. Nín thở lại rồi. Ây da. Rồi lại rớt nữa rồi. 10 giây. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Anh Khoa di chuyển nào, cầm cờ con. Bố mẹ ơi, lót những ổ rơm, lót những ổ rơm cho anh Khoa di chuyển nào. Chúng ta vừa mất đi khoảng thời gian 5 phút quý giá. Thử thách đòi hỏi phải sự đoàn kết thì cả nhà của chúng ta vẫn chưa làm được điều này. Sự tỉ mỉ, sự khéo léo đôi khi là khó dành cho các gia đình có sức khỏe. Cho nên là hãy cố gắng ở trong những vòng thi còn lại đi nè. Wow, một cú trượt ngã rất là ấn tượng đúng không con? Con có muốn làm lại không? Cố lên trời, con ung dung dữ vậy Khoa, con chạy đi nè. Rồi cắm cờ, ba và mẹ di chuyển cái này đi. Ba và mẹ di chuyển cái này đi. Đúng rồi, đang rất gần đích rồi đó. Wow, ở phát đạn đầu tiên bạn anh Khoa cũng đã bắn được một quả đạn qua thành. Không có gom lại chị, không có gom lại. Mình chỉ di chuyển cái khung bắn thôi. Thôi đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, chạy đi Khoa. Chúng ta đang có cơ hội để giành chiến thắng, nằm trong top 3 cho nên hãy cố gắng lên. Rồi cả nhà, nhanh chân lên nữa, Khoa nhanh chân lên nữa. Cố lên nào. Liệu rằng là gia đình của bạn anh Khoa có vượt qua được kỷ lục của chúng ta ngày hôm nay hay không? Cố lên nào. Và dù thấy là với phát đạn thứ hai thôi mà cả gia đình của bạn anh Khoa cũng đã hoàn thành được thử thách khó khăn. Như vậy thì hy vọng rằng họ sẽ vượt qua được mốc kỷ lục về thời gian. Đó chính là 7 phút 30 giây. Cố lên nào. Nhanh lên Khoa ơi, trời ơi, chú Khoa Du đang hồi hộp gì con luôn á. Nhanh lên đi nào Khoa. Cố lên, cố lên. Cố lên, một vòng nữa thôi. Một vòng nữa thôi, một vòng nữa thôi. Cố lên Khoa ơi, cố lên, con làm được mà. Cố lên đi nào. Cố lên, chạy đeo cái này luôn, chạy đeo cái này luôn. Quẹo trái luôn, quẹo trái luôn.
rồi, chạy thẳng luôn, chạy thẳng luôn. Wow. Chúc mừng gia đình của bạn Anh Khoa cũng đã hoàn thành hết tất cả những thử thách khó khăn mà chương trình Gia đình Siêu Đẳng đưa ra. Con nghĩ con đã làm hết sức mình chưa nào Anh Khoa? Dạ rồi. Con chơi thể thao, con chơi môn gì mà chú thấy con chạy nhanh quá vậy? Dạ chơi môn bóng rổ. Con chơi môn bóng rổ cùng môn với chú mà sao lúc này cái môn bóng rổ như nguyên cái banh nó dồn xuống cái bụng hả con? Tổng số thời gian mà gia đình chúng ta gặt hái được chính là 9 phút 26 giây. Chính thức bị loại khỏi top 3 rồi. Chia buồn cùng với cả gia đình. Nhưng mà Bác Thu hy vọng là ở mùa sau chúng ta sẽ gặp lại gia đình của bạn Anh Khoa với một cái sự thay đổi nào đó, được không nào? Ok. Còn bây giờ thì hãy xin chào và hẹn gặp lại khán giả đây nè. Hai gia đình đầu tiên cũng đã tạo cho chúng ta một cảm giác hồi hộp bởi vì họ đã chơi một cách hết mình. Còn bây giờ bốn đội còn lại cũng đang sẵn sàng khởi động ở bên ngoài. Trước khi gặp gỡ họ, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Trong trận chiến vào ngày 6 tháng 3 năm Quý Mão, tức là năm 43 sau Công Nguyên, thì trước thế lực của thù địch quá mạnh, hai bà Trưng đành phải tự vận ở sông Hát để mà giữ tròn khí tiết. Các bạn biết không, mặc dù đã dìm được nghĩa quân của hai bà Trưng, nhưng mà Mã Viện vẫn luôn bị ám ảnh bởi tiếng trống đồng của dân tộc Âu Lạc. Cũng chính vì vậy mà tên Mã Viện cũng đã cho tịch thu hết tất cả những trống đồng đem về đúc thành ngựa để dâng lên vua Hán, hòng xóa bỏ văn hóa Âu Lạc. Mùa thu năm 44, Mã Viện cho thu quân về phương Bắc. Và trong sách sử cũ có ghi rằng quân địch đưa quân sang 10 phần thì thu về còn 4-5 phần. Đây chính là cái giá phải trả cho những kẻ chuyên gia đi xâm lược. Và đây cũng chính là bài học đầu tiên dành cho chúng. Bởi vì một dân tộc dù nhỏ thì cũng thà chết để giành lấy độc lập còn hơn là phải chịu ách nô lệ. Cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng đó là bản hanh hùng ca mở đầu cho công cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta trong suốt 10 thế kỷ chống lại giặc phương Bắc. Gia đình thứ ba, gia đình của bạn Gia Thịnh cũng đã sẵn sàng khởi động ở phía sân khấu rồi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đợi họ xem liệu rằng họ có phá vỡ kỷ lục của chúng ta ngày hôm nay không. 6 phút 05 giây chính là cột mốc mà chúng ta đưa ra. Nghinh Lộc ơi, hãy chuẩn bị sẵn sàng và bắt đầu đi nào. Vâng, và bây giờ chúng ta xin bắt đầu. 1, 2, 3, bắt đầu. Bấm nút nào. Rồi, thử thách đầu tiên của gia đình Gia Thịnh sẽ là phơi lụa. Mẹ ơi, anh ơi, chúng ta phải tìm như thế nào để cho những cái dải lụa đó phù hợp với những cột mốc nha. Có vẻ là đúng rồi, hay quá hay quá. Miếng lụa đầu tiên được căng ra hợp lý. Tranh thủ nào gia đình ơi. Tranh thủ nào. Gia đình ơi, khi xong rồi con chạy qua đây con nẹp. Đây nè. Bên đây nè. Lẹ. Mẹ với anh ơi, mình tranh thủ nào. Thời gian không chờ đợi người ta đâu. Cố gắng lên. Căng được tấm lụa đầu tiên với hai nẹp tre rồi. Bây giờ chúng ta còn lại một tấm lụa nữa được trải ra. Đây là thử thách mà làm cho gia đình của chúng ta thể hiện được tinh thần đoàn kết và cũng như là sự khéo léo. Mong muốn là gia đình của chúng ta phải vượt qua thử thách này trong giai đoạn đầu tiên được nhanh nhất. Rồi lại rớt nữa rồi, cố gắng lên gia đình ơi. 1 phút 45 giây đã trôi qua rồi. Giỏi quá, Gia Thịnh qua phụ giúp anh nào. Rồi, anh ơi, xong chưa Gia Thịnh ơi, con chạy lên là ngọn cờ nào. Chạy lên kỳ đài con Gia Thịnh. Đợi mẹ và anh gia cố cuối cùng. Anh với mẹ cố lên nào. Thịnh ơi, leo lên. Mẹ danh xong chưa? Một, chưa rồi. Kéo nào, nhanh lên. Mẹ với anh Gia Thịnh chạy. Chạy. Thôi, và bây giờ là gia đình của Gia Thịnh sẽ là vận chuyển quân luôn. Cả gia đình của bạn Gia Thịnh cũng đang di chuyển rất là nhanh chóng với những cái chiến thuật rõ ràng. Vì biết rằng chiều cao của gia đình của chúng ta không có phù hợp cho nên cũng đã chuẩn bị sẵn những ụ rơm để có thể tiện đường đứng lên cao và nhanh nhất. Ở trong lần này thì cả gia đình lại phải một lần nữa đồng tâm hiệp lực kết hợp cùng với nhau, hai người ở hai bên để đỡ và một người còn lại là phải dùng sức khỏe để những cái bao quân lương nặng lên từng tầng một.
Chúng ta thấy được là cậu bé gia đình của chúng ta dù nhỏ nhắn nhưng mà vẫn cố gắng giúp mẹ và anh khiêng những bao quân lương. Nhìn thấy thương quá, nhỏ xíu mà đi cà nhóc để mà khiêng bao quân lương. Gần 4 phút trôi qua rồi, khả năng chúng ta có thể nằm trong top 3 vẫn còn. Cố gắng lên, cố gắng lên. 3, 2, 1 di chuyển, quá giỏi luôn. Chạy nào mẹ với anh ơi, lót đường cho em nào. Ôi ơi, ở bên đây còn một ụ nữa. Ở bên đây còn một ụ nữa, con đứng lên trên đây con chạy, đúng rồi. Rồi tiếp tục chạy. Nhớ là chúng ta phải lót đủ tất cả các ụ rơm, chứ không bé Thịnh sẽ bị té. Nào hãy phi nước kiệu về đích đi nào, cố gắng con. Rồi cắm cây cờ vào đây. Búp. Rồi con di chuyển nhanh về phía kia, ngồi vào vị trí của mình để có thể bắn đi nào. Rồi kỹ vô nha con. Đúng rồi, 1, 2, 3. Wow, mình có kinh nghiệm rồi đó. Tiếp tục căng những... Thái túi tôi định cũng xuất hiện rồi. 2, 3, bắn vô người ông luôn. Bắn ông đi, canh ông bắn đi. Đó, đã chạy, chạy, chạy. Wow, rất là ấn tượng. Và thời gian chỉ mới có 5 phút 15 giây thôi. Cố gắng lên, càng nhanh càng tốt. Chúng ta vẫn còn 2 phút nữa. Chúng ta vẫn còn 2 phút nữa để di chuyển. Quay lại lấy. Cả gia đình chạy đi, mẹ và anh chạy đi. Nhanh lên nào, nhanh lên nào. Con có thể vượt qua luôn, con vượt qua trước đi. Con vượt qua trước, ráng làm sao chạy nhanh. Nhường cho bé chạy trước đi, nhường cho bé chạy trước. Rồi bây giờ chạy nhanh lên Thịnh ơi. Rồi cả nhà mình di chuyển. Chúng ta vẫn có cơ hội rất lớn để phá vỡ kỷ lục ngày hôm nay. Cố lên nào. Cố lên. Cố lên Thịnh ơi, cố lên mẹ ơi, cố lên. Bác tôi đang rất hồi hộp để đón chờ xem là liệu rằng gia đình của bạn Thịnh. Chạy đi mẹ ơi, còn một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi. Tiếp. Rồi Thịnh chạy. Hết tốc độ đi Thịnh. Rồi bỏ cái lu. Quay trở lại. Chạy ngược trở lại đi. Nhanh lên Thịnh ơi, cố gắng lên. Tất cả mọi người khán giả của chương trình Gia đình siêu đẳng đang đón chờ coi xem Thịnh có phá vỡ kỷ lục hay không. Cố lên nào. Cố lên chạy tiếp. Chạy nhanh lên, tôi chúng ta được hỗ trợ phía sau rồi. Chạy nhanh lên nữa, nhanh lên. Cố lên. Rồi để lên bàn, bấm chuông. Ui. Yes, ok, yeah. Mẹ, quá mệt đúng không mẹ? Và bác Dô cũng xin thông báo chúc mừng cho gia đình của mình đã vượt qua, xác lập một thành tích mới, tạo dựng một áp lực mới dành cho các gia đình còn lại. Bởi vì tổng số thời gian chúng ta hoàn thành là 6 phút 29 giây. Như vậy có nghĩa là chúng ta đang đứng hạng nhì trong bảng tổng xếp hạng. Hy vọng là chúng ta sẽ có một giải thưởng giá trị tinh thần mang về. Chúc cho cả nhà chúng ta sẽ có một bữa tiệc vui cùng với nhau nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại khán giả đi. Liên tục có những sự thay đổi, tất cả những sự bất ngờ luôn luôn dành ở những vị trí sau cùng. Và trước khi chúng ta cùng gặp gỡ các gia đình còn lại thì chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Tiếp tục câu chuyện về Hai Bà Trưng, bác Dô cũng xin nhắc lại một lần nữa cho quý vị khán giả cùng nhau nhớ lại và chúng ta cùng ôn tập lại một lần nữa. Sau chiến thắng vang dội của Hai Bà Trưng thì Hai Bà Trưng cũng đã miễn thuế cho dân làng trong 2 năm liên tục và bắt đầu củng cố xây dựng thành lũy. Sau khi thất bại ê chề của tên Thái Thú Tô Định thì nhà Hán rất là căm phẫn, liền sai viên tướng rất là lỗi lạc và tài ba của mình, đó chính là Tần Mã Diện, qua xâm lược nước ta thêm một lần nữa. Với một thế lực rất là hùng mạnh của quân địch khi mà bao vây Hai Bà thì Hai Bà quyết định là trầm mình xuống sông Hát để tự vẫn, để giữ tròn khí tiết. Các bạn có thể thấy là Hai Bà Trưng lúc nào cũng ngẩng cao mặt trước giặc thù. À, đó là một điều ý nghĩa mà dân tộc ta lúc nào cũng tự hào đó, thấy không? Thì đó mới trở thành là vị nữ anh hùng dân tộc của nước ta chứ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ với gia đình thứ tư, gia đình của bạn Hồng Vĩ. Chào gia đình của mình à. Chào các vị khán giả của chương trình Gia Đình Siêu Đẳng. Chú thấy con rất là rụt rè nhưng chú nghĩ là khi tham gia vào cuộc chơi con sẽ thay đổi. Bởi vậy đưa lại micro cho chú. Bây giờ chúng ta khởi động được chưa nào? Nóng người chưa? Chúng ta bắt đầu được chưa nào? 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, nhiệm vụ của bạn Hồng Vĩ được giao đó chính là đi xuống lấy que đi. Chia ra mỗi một trên tấm lụa chúng ta sẽ phân ra thành 4 thanh nẹp tre để có thể để lên. Nhưng mà có một điều ở đây là chúng ta phải để những tấm lụa này phù hợp với những cột mốc tương ứng. Chính vì vậy mà cả gia đình chúng ta phải quan sát.
suy luận và chúng ta phải tìm thật nhanh, di chuyển thật nhanh những thanh vải lụa đó vào đúng nơi quy định. Rồi đổi liền. Rồi con cứ tiếp tục làm công việc của mình đi con. Đó, rồi cầm cái kia, cái cuối cùng. Đó, căng ra còn cái cuối cùng. Rồi chị quăng những nẹp tre lên. Cả gia đình của chúng ta đang rất là khẩn trương bởi vì áp lực đã đang đè nặng lên rất là nhiều gia đình, đã có những kỷ lục được phá vỡ. Đúng rồi. Và một mình bạn Hồng Vĩ, các bạn biết không, một mình bạn Hồng Vĩ đang tự thân vận động, đang rất là hăng say làm cái công việc của mình. 2 phút 10 giây. Cố lên con. Đúng rồi. Cái này lên. Rồi. Di chuyển lên kỳ đài đi con, di chuyển lên kỳ đài nhanh lên đi con. Rồi, cả gia đình bắt đầu di chuyển đi. Tiếp tục. 3 phút trôi qua. Cố lên, kéo nhanh lên Vĩ ơi. Cố lên nào. Rồi, con cầm đúng cái sợi dây đó, con quấn quanh cái cột. Đó, đây là một kỹ năng vô cùng hay nếu như mà các bé được học ngay từ lúc mà đi học. Chương trình Gia đình Siêu Đẳng chúng tôi muốn các bé được trải nghiệm để có những kỹ năng sống thật tốt. Rồi, chạy đi Vĩ, cố gắng lên con. Gia đình chúng ta phải nhanh chân lên bởi vì gần 4 phút trôi qua rồi. Cố gắng lên nào. Rồi, ai sẽ là người chồng và ai sẽ là người đỡ? Nhanh lên đi mẹ. Những lời động viên, những lời hối thúc của bạn Vĩ với một cái mục tiêu mong muốn chiến thắng rất cao. Nhớ giữ Vĩ ơi, con hãy đảm trách nhiệm vụ là con giữ cho mẹ, con đỡ cho mẹ đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi bây giờ để dọc ở đầu bên đây. Chính xác. 2 thanh ngang và 1 thanh dọc. Cứ liên tục xoay vòng trên một cái trục. Từ từ để một cách nhẹ nhàng, để một cách nhẹ nhàng thôi để đừng nó phá vỡ. Nó phá vỡ sự liên kết đó. Đúng rồi, ok. Chị giữ nha. Tiếp tục giữ nha. Rồi, em trai cứ để một cách từ tốn lên, cố gắng. Cố lên, rồi, cái cuối cùng. Cuối cùng nếu như chúng ta bình tĩnh để một cách nhẹ nhàng. Chồng cao lên, được không, được không, được không? Ôi, ôi, rớt rồi. Rồi mình làm lại cách khác. Mình có thể leo cao hơn nữa để mình chồng cái bao đó cao lên, ở phía trên luôn. 5 phút 50 giây trôi qua. Ok, di chuyển. Bước lên đi Vĩ, bước lên đi. Nhanh lên Vĩ, nhanh lên, cố lên con. Chủ tin là con có thể làm được. Con bước nhanh lên, những chướng ngại vật này đâu có làm khó con được. Cố lên. Mẹ và chú đang lót đường cho con rồi thì con phải bước chân nhanh lên nữa. Còn con nữa thôi, có thể cắm cờ chưa? Khi nào bị cắm cờ thì cả nhà mới được kéo. Để sẵn đi. Thôi, anh hai hay là mẹ giúp em bắn nào. Mẹ ơi, cẩn thận nha, bây giờ coi chừng có tên thái thú Tô Định ra. Hãy bảo vệ hai con mình nghe, cẩn thận nào. Rồi, canh nha. Ôi, không sao. Thêm một trái nữa nào, Vĩ ơi. Kéo căng ra, ngã người ra phía sau nữa. Ngã người nữa. Mạnh hơn một xíu nữa. Ngã thấp ra luôn phía sau, nếu điều là nằm xuống luôn nha con. Con này cứ nghe chú bà vô nói là trúng đó. Đừng có đỡ tay lại. Con cẩn thận chưa, coi chừng chân em. Rồi, ok, ngồi vô đi con. Đã hơn 7 phút 30 giây trôi qua rồi cả nhà ơi, nhưng không sao, cố gắng lên cả nhà ơi. Vượt qua thử thách, vượt qua chính mình, đó là điều quan trọng nhất. Cố lên Vĩ ơi, một chút xíu nữa con sẽ bắn trúng đích thôi. Cố lên. 2 phút cuối cùng dành cho thử thách này, cố lên con. Trời ơi. Con không để. Ôi rồi, sao? 30 giây cuối cùng, cố lên, kéo xe bên kia. 30 giây cuối cùng dành cho thử thách này đối với gia đình của bé Vĩ. Hy vọng rằng trong vòng 30 giây này thì gia đình của bé Vĩ sẽ bắn phá được cái hình nhân. Cố lên, chia giấy. Phải đồng lòng lại. Rồi, vượt qua. Vượt qua luôn, chạy nào. Vĩ ơi, lẹ con. Lẹ con đi đó, lấy. Lấy đi, cái này của con, lẹ. Lẹ. Chạy. Cho Vĩ qua. Rồi, chạy. Vừa
Vượt qua thử thách cuối cùng này thì gia đình của chúng ta sẽ được hoàn thành trách nhiệm ngày hôm nay. Chạy theo luôn nè cả nhà, chạy theo luôn vậy, chạy chạy đó. Trời ơi thấy thương quá à, chạy ngược lại con, rồi chạy ra ngoài, lẹ lên lẹ lên. Không biết là bao nhiêu phút nữa nhưng mà thấy gia đình di chuyển rất là dễ thương, không sao hết. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi, cố gắng lên con, cố gắng lên cố gắng lên. Bao nhiêu phút đây, bao nhiêu phút đây? Bấm nút nào, bấm nút nào, bấm nút nào, bấm nút nào. Xin chia buồn cùng với lại gia đình của bé Vĩ là chúng ta không lọt vào top, cũng không phá vỡ được kỷ lục rồi. Nhưng mà với cái số là 10 phút 22 giây thôi không sao hết, đây là kỷ niệm đẹp của gia đình mình đúng không? Và bây giờ thì xin mời gia đình của bé Vĩ, chúng ta hãy vẫy tay chào quý vị khán giả đi nào. Dạ mình rất thích cho con mình tham gia những trò chơi này, tại vì mình để cho bé thì có một cái cuộc sống trải nghiệm thực tế hơn khi đối với môi trường học của bé. Kết quả cũng không được như mình mong muốn để đạt vào vòng trong, nhưng mà đây là tới đây vui vui là chính với gia đình cùng cháu, để nó có tinh thần để học hỏi ra ngoài đời. 2, 3, yeah. Yeah. Và bây giờ chúng ta chỉ còn hai gia đình cuối cùng nữa thôi, để xem ai sẽ là người xuất sắc nhất. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón với gia đình của bạn Khắc Duy. Chào khán giả đi nào. Nãy giờ cũng đã coi rất nhiều gia đình đã thi đấu rồi, có kinh nghiệm rồi đúng không? Bây giờ háo hức bước vào một vòng chơi được không nào? Được. Rồi cả nhà sẵn sàng tạo khí thế nào. 1, 2, 3, yeah. Bắt đầu đi con, bấm nút. Đó, chiến thuật rõ ràng. Chúng ta có thể thấy là ba chàng trai tự hăng hái, lúc nào cũng di chuyển. Ở trong phần thi này, phần thể lực mang tính chất phụ, nhưng mà về sự tỉ mỉ, đây là điều mà quyết định một yếu tố rất là quan trọng trong cuộc thi ngày hôm nay. Ở phần thử thách đầu tiên, đó chính là thử thách phơi lụa. Cho nên là cả nhà ơi, nhanh thì có nhanh, nhưng chúng ta cũng phải khéo. Và nhiệm vụ của bé Khắc Duy cũng đã được phân rất rõ ràng, đó chính là phân ra những nan tre để sẵn ở những tấm vải lụa. Rồi chính xác. Rồi bây giờ hai người một tấm đi, hai người một tấm đi, biết đâu nó sẽ nhanh hơn, đúng không nào? À thì ra là bây giờ mỗi người sẽ là có trách nhiệm lo thật tốt vị trí ở tấm vải của mình. Rồi Duy ơi, con ráng con chạy lên kỳ đài trước đi, bởi vì chú thấy ba và chú đã làm rất là nhanh về cái phần này rồi đó. Còn cây con làm luôn đi con, chạy lên kỳ đài đi con. Rồi kéo cờ, kéo cờ, kéo cờ đi con, cả gia đình di chuyển nào, cả gia đình di chuyển nào. Di chuyển. Rồi giật xuống này là được rồi con. Rồi ok chạy. 2 phút đầu tiên của chúng ta đã trôi qua. Cố lên nào. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Đó. Rồi để lên, để lên. Rồi anh để một chồng lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đúng rồi. Bây giờ nhiệm vụ của bạn Khắc Duy sẽ đỡ, là người quan trọng, rất là quan trọng, là người sẽ đỡ trụ lại để cho chú và ba của mình có thể trồng những cái bao quân lương này lên một cách đúng đắn, hợp lý. Rồi giữ nha, giữ nha. Khắc Duy hãy cố gắng nha con, hãy là người trụ đỡ cho gia đình của mình nha con. Và chỉ còn một bao nữa, chương trình gia đình siêu đẳng đang đi vào những trận chiến cuối cùng của những gia đình cuối cùng. Chúng tôi đang thật sự chờ những sự bứt phá, những sự bất ngờ. Và bây giờ sự bất ngờ đó đã được thành công rồi. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục là sự di chuyển nhanh nhẹn của cả gia đình. Tiếp rồi, tiếp tục, giỏi lắm. 3 phút 30 giây, chỉ mới có 3 phút 30 giây trôi qua thôi. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, còn cái đây nè, còn cái đây nè. Tiếp tục, rồi. Đây, kéo, 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 bắn, chân
đây, ở đây gần nhất nè. Cầm cờ vô, rồi ok con, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Thằng Chi ơi, bấm nào con. Chỉ cần một phát trúng duy nhất có thể khả năng chúng ta sẽ phá vỡ kỷ lục. Rồi, chỉnh rồi, đúng rồi, ba chỉnh nào, nào, một. Gán trúng nha. Rồi, không sao, không sao. Rồi, 4 phút trôi qua rồi. Cả nhà ơi, cố gắng lên. Rồi ơi, cố gắng lên thêm một cái nữa. À, đã đến tới thủ tự định vậy rồi. Cố lên nào. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. 4 phút 30 giây đã trôi qua rồi, cố lên. Trời ơi, ông thái thú Tô Định thật là đáng ghét. Đứng mà liêu liêu cả nhà của Khắc Duy nữa chứ. Cố lên Khắc Duy ơi, cố lên Khắc Duy ơi. Kỷ lục 6 phút 05 giây đang chờ đợi gia đình của chúng ta, cố lên, cố lên. Cứ làm sao mình giữ được thăng bằng trái banh, cứ làm sao mình giữ được thăng bằng trái banh. 2, 3, đúng rồi. 5 phút rồi cả nhà ơi, 5 phút rồi, khẩn trương lên. Bình tĩnh lại Khắc Duy. Rồi, hai anh em cùng nhau bắn nào. Xíu nữa, một xíu nữa, cần... cẩn thận Khắc Duy. Cố lên Khắc Duy, Khắc Duy, Khắc Duy, Khắc Duy, Khắc Duy, cố lên. Không được luôn rồi, không sao, cố lên. Cố lên nào Khắc Duy. Rồi, chúng ta có thể di chuyển và không bắn, đứng dậy Khắc Duy. Nếu bắn không ra được thì chúng ta di chuyển chỗ khác. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Mặc dù là chúng ta không thể phá vỡ được kỷ lục là 6 phút 05 giây, nhưng mà gia đình chúng ta vẫn còn cơ hội để bước vào top 3. Ở phần thử thách này chúng ta chỉ còn 1 phút 30 giây nữa thôi. Cố lên nào. Wow, có kinh nghiệm rồi, càng ngày chúng ta bắn càng cao rồi đó. Khắc Duy, cố lên con, cố lên, chỉ cần nhắm trúng nó thôi. Thêm một miếng lực nữa. Ôi, nhìn lên bố ơi, làm banh bố ơi. Không cần thái thú tôi định làm ướt gia đình, bố làm ướt gia đình luôn. Ba mươi giây cuối cùng, cố lên nào. Bố ơi, nhảy xuống sông làm banh nào. Có vẻ rằng là tên thái thú Tô Định rất là yêu quý gia đình của Khắc Duy hay sao, nên là chỉ một lần phá phách và trốn luôn rồi. Cố gắng lên Khắc Duy. 10 9 8 7 6 5 4 3. Rồi chạy đi, chạy đi, chạy đi, tiếp tục di chuyển, tiếp tục di chuyển nào. Những giây phút cuối cùng, Khắc Duy ơi chạy nhanh, con chạy men theo con đường con, đúng rồi, chạy men theo con đường. Ba với là anh cố lên, những giây phút cuối cùng để chúng ta có thể hoàn thành thử thách này. Cố lên, cố lên, cố lên. Chạy vô, khi nào ba với là anh đi tới nơi đích đó, thì Khắc Duy mới có thể ôm được mâm bánh nha. Con cầm trên tay đi, con cầm trên tay. Ba ơi, nhanh ơi, nhanh lên, rồi đặt xuống. Khắc Duy chạy, ba với anh chạy theo, chạy theo. Đúng rồi, chạy ngược. Ôi, đỡ ơi. Như chạy marathon rồi, không được. Những giây phút cuối cùng, những giây phút cuối cùng. Rồi, nhìn thấy được vẻ mặt của Khắc Duy rất là háo hức. Cố lên, cố lên, cố lên. Rồi, chạy, bấm nút, bấm nút, bấm nút. Xin chúc mừng gia đình của Khắc Duy, nhưng mà thành tích của chúng ta thì không để nào mà phá được kỷ lục, đó chính là 8 phút 52 giây. Xin chia buồn với lại gia đình của Khắc Duy. Hy vọng rằng là gia đình của chúng ta đã có một kỷ niệm thật là đẹp và thật là vui vẻ bên nhau. Còn bây giờ thì gia đình của chúng ta cùng nhau chia tay với quý vị khán giả đi nào. Để do chỗ mà mình bắn đó, tại vì nó sai kỹ thuật quá nhiều. Thầy ở đó với lại bé nó cũng chưa đủ tự tin lắm. Nên hôm sau mình muốn cho con mình muốn thử thách chương trình này nè. Muốn cho con mình làm cái gì cũng phải tự tin để vượt lên chính mình. Con thấy rất là vui. Nhưng mà mình không được theo ý muốn của mình. Nên năm sau con sẽ quay lại chương trình để thi. Vẫn tưởng rằng gia đình của bạn Khắc Duy sẽ phá vỡ được kỷ lục của chúng ta ngày hôm nay, bởi vì họ đã xuất sắc vượt qua tất cả các thử thách, nhưng họ đã bị vướng chân tại thử thách
phá vỡ thành Luy Lâu. Và thái thú Tô Định đã kéo chân họ hơn 5 phút đồng hồ. Cũng chính vì vậy mà kết quả đã không được như mong muốn. Cũng chính vì vậy, bây giờ gia đình cuối cùng của Vạn A ngày hôm nay, họ có tạo nên sự bất ngờ hay không? Ở phía trên, mọi người đã sẵn sàng chưa nào? Được rồi, vậy thì bắt đầu. Vâng, bây giờ là thử thách đầu tiên của gia đình Khánh Hưng. Hy vọng rằng gia đình Khánh Hưng sẽ phá được kỷ lục 6 phút 05 giây. Đúng rồi, chuyển qua xíu. Trong bảng A của chúng ta, 6 tập gia đình của bạn Minh Kỳ đã lập kỷ lục là 6 phút 05. Cho tới bây giờ vẫn chưa có một gia đình nào để phá vỡ kỷ lục đó. Hy vọng rằng gia đình của bé Khánh Hưng có thể phá vỡ được kỷ lục. Cố lên anh ơi. Cố lên Khánh Hưng ơi, con chạy qua đây. Kéo căng miếng vải ra. Đúng rồi. Rồi con bỏ mấy cái nẹp tre lên. Nhanh gọn nào. Khánh Hưng chạy lên cái cờ. Đây đường này. Đường này. Chuẩn bị nha, chưa nha, xong chưa? Ba ơi, xong chưa chị ơi? Rồi, kéo cờ. Hay quá, kéo cao lên, cột lại quấn lại con, quấn 2-3 vòng. Con kéo sợi dây này nè, đúng rồi. Kéo xuống, đúng rồi, chạy. Bác Thu cũng đang thấy là họ đang di chuyển rất nhanh ở thử thách thứ 3. Thử thách di chuyển và đặt xếp tầng lên các bao quân lương. Và hy vọng rằng kỷ lục 6 phút 05 giây sẽ được phá vỡ với gia đình cuối cùng. Và tất cả các khán giả hãy cùng nhau hồi hộp chờ đợi xem họ có làm được điều đó hay không. Rồi chị ơi, giữ lại. Đúng rồi, nhẹ nhàng thôi. Rồi bây giờ chị với lại Khánh Hưng giữ lại nha. Để cho ba nhẹ nhàng sắp lên. Ba ơi, đây là sự quyết định. Cố lên ba ơi, đúng rồi. Chị ơi, có thể để tay lên giữ ở trên cái bao trên cùng. Đúng rồi. Ba ơi, một sự cân bằng hợp lý chúng ta có thể... Để nghe. Đúng rồi. Rồi, tìm sự cân bằng. 2 phút 45 giây, chạy. Hay quá. 2 phút 45 giây. Có thể nào phá vỡ kỷ lục được không? Cố lên. Cứ bình tĩnh. Ba vô ơi, Linh Lộc không bình tĩnh được nữa rồi. Chỉ mới có 3 phút trôi qua thôi. Chỉ cần chúng ta thật sự bình tĩnh là chúng ta sẽ vượt qua tất cả những thử thách ngày hôm nay. Đúng rồi, chạy. Cố lên, chạy đi, di chuyển nhanh nhá. Di chuyển. Cố lên nào. Rồi, cố gắng bắn được kìa. Bình tĩnh, nghe bác tôi nói. Hãy bình tĩnh, chúng ta có 4 phút để hoàn thành vòng thi này. Cố lên, hãy bình tĩnh. Bắn súng nha. Rồi, hạ càng thấp càng tốt. Buông, đúng rồi. Tranh thủ nhặt những quả bóng về. Chúng ta đang trông chờ vào một sự bất ngờ. Tất cả chúng ta đang trông chờ vào sự bất ngờ. Cố lên nào. 4 phút đã trôi qua rồi gia đình ơi. Chúng tôi đang hy vọng là một kỳ tích, đó chính là đội chơi cuối cùng trong bảng A này có thể phá vỡ được kỷ lục kể từ tập 1 cho tới bây giờ của gia đình Minh Kỳ. Hy vọng lắm. Cố lên. Cố gắng tạo cái đà càng lớn càng tốt. Rồi, ôm. Không, em bé làm. Chưa. Mình thử, em bé làm một cách giống như ba vậy đó. Em bé hay làm giống như ba. Ôi, yeah, thêm nữa. Ơi. Chưa nữa. Cố lên. Chúng ta còn lại 1 phút 05 giây để phá vỡ kỷ lục. 1 phút 05 giây để phá vỡ kỷ lục. Bình tĩnh. Cố gắng bình tĩnh. Cố gắng lên. Không sao hết, bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào. Hy vọng bắt. Cố gắng lên, chúng ta bắn hình nhân chứ không bắn chuyện của chúng ta dưới nước được. Cố gắng lên. 5 phút 30 giây đã trôi qua rồi, chỉ còn lại 35 giây nữa. Ở riêng vòng thử thách này chúng ta chỉ còn hơn 1 phút 30 giây nữa để chúng ta vượt qua tiếp tục. Chỉ cần bắn trúng một phát đạn thôi, mọi người có thể vượt qua kỷ lục. Đúng rồi ba. Cố gắng lên. Kỳ tích xuất hiện không? Kỳ tích xuất hiện. Như vậy. Cố gắng. 30 giây cuối cùng. Cố lên.
Bình tĩnh, hãy cứ bình tĩnh. 20 giây. Đó, bắt đầu cao hơn được rồi đó, cố gắng lên nào. Chị ơi, lụm banh lẹ lên, hết banh rồi. Bên đây nữa nè, cố gắng lên. 20 giây cuối cùng, cố lên nào. Cố lên. Wow, 15 giây. Có lẽ là áp lực để trở thành người phá vỡ kỷ lục đã làm cho gia đình của bé mất bình tĩnh. Nhưng không sao, 9, cố gắng lên. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chạy. Thôi. Cố lên con ơi. Thánh Hưng ơi, con đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Chú Bá Xô cảm thấy là lúc nào cũng tự hào về cả gia đình bởi vì đang hoàn thành rất là xuất sắc. Rồi cứ chạy đi nào, chạy đi. Rồi hạ luôn xuống. Rồi cùng di chuyển về với con của mình. Chạy nào, thời gian vẫn còn, cố gắng lên Hưng ơi, thời gian vẫn còn hy vọng. Cố lên. Xin chúc mừng gia đình của bạn Khánh Hưng cũng đã hoàn thành phần thử thách của mình với thành tích là 8 phút 25 giây. Đáng lý ra là gia đình của các bạn đang nằm trong danh sách những đội xuất sắc nhất của bảng A. Nhưng mà chúng ta có một cái sự khựng lại bởi cái màn cuối cùng đúng không nào? Rất tiếc luôn á. Và hy vọng ở mùa sau, một lần nữa ba có thể đăng ký cho con trai của mình chơi được không nào? Hứa với bác Dô, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở mùa sau và hy vọng ở lần sau gia đình mình sẽ chơi tốt hơn. Chúc mừng, xin chào khán giả đi nào. Và gia đình của bạn Khánh Hưng đã chấm hết cho bảng A. 36 đội đã cùng nhau thi đấu, cùng nhau tranh tài. Rất là thú vị, rất là hấp dẫn. Bác Dô cũng rất tiếc cho hai gia đình cuối cùng. Họ luôn luôn bị chặn lại bởi vì những thử thách mà khó khăn mà gia đình Siêu Đẳng đã đưa ra cho họ. Và đặc biệt đó chính là thử thách tấn công thành Luy Lâu. Điều này luôn luôn làm khó rất nhiều gia đình của chương trình Gia đình Siêu Đẳng ở trong bảng A ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại một lần nữa bảng tổng sắp 36 đội để xem ba cái tên bước vào vòng chung kết gala. Xin chúc mừng gia đình đứng thứ nhất, đó chính là gia đình của bạn Minh Kỳ với số kỷ lục 6 phút 05 giây. Và tiếp đó là gia đình của bạn Gia Thịnh với số thời gian là 6 phút 29 giây. Và cuối cùng là gia đình của bạn Mỹ Kim với tổng số thời gian là 7 phút. Vậy là những giây phút hào hứng sôi động của 6 gia đình trong tập 6 của chúng ta đã kết thúc rồi. Chương trình Gia đình Siêu Đẳng sẽ gửi đến 6 gia đình những món quà thật là hấp dẫn và dễ thương. Đó chính là mỗi gia đình một cái ba lô và cuốn lịch sử Việt Nam bằng tranh. Ba vô chúng ta gửi cho các bé đi nào. Đây chính là những phần quà hấp dẫn mà chương trình Gia đình Siêu Đẳng muốn gửi tặng tới các gia đình để có thể ghi nhớ tới Gia đình Siêu Đẳng nha. Đây, bé hãy giữ nha. Đây, của con. Và như vậy chủ đề của chúng ta về Hai Bà Trưng ở bảng A cũng đã chính thức kết thúc với 36 gia đình đã tham gia. Và ở tuần tiếp theo sẽ là một nhân vật lịch sử. Chúng tôi xin phép giữ bí mật để có thể khán giả của chương trình Gia đình Siêu Đẳng tò mò hơn và tìm hiểu gặp gỡ chúng tôi vào tuần sau. Đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi chính là 14:20, phát sóng trên kênh HTV7 Chủ nhật hàng tuần nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên chúng tôi bởi vì chúng tôi chính là Gia đình Siêu Đẳng.